9, bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay còn vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, của xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Ngài ông muốn khởi lòng từ bi, cứ với tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn bày nhiều phương tiện, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử như ông sớm làm xong nguyện đó, ta dầu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về mọi quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, người này sẽ siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, cũng nữa là vẻ đắc hình tượng cũng dường 8 tháng, người này đặng vô lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trong khoảng thể móng tay, người này trọn hẳn không thối chuyển, nơi nào vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ đặng vô lượng các Đức Phật xoa lãnh thọ ký cho. Lại bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Sư Tử Thống Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trong chừng một niệm, người này sẽ được vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Công Đức Tôn Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại 8 tháng, người này nơi pháp hội của một mình Đức Phật trong hiền kiếp thường là vị đại phạm hương làm Phật thọ ký đào vô thường cho. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi sa đọa vào chúng ác đạo, thường được sanh vào cõi trời, người hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đa Bảo Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu sẽ đặng quả A La Hán. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam, người nữ nào được danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà sa chư Phật nói nhiều pháp màu cho, tiền đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thuở quá khứ có Đức Tịnh Nguyện Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thân Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyện Diệm Phật. Có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả các chúng sanh ở trong đời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đạt nhiều lợi ích lớn, không còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Như có người bệnh nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà, nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống hồ là người đó tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Ha ha ha,
Sam Mô Đi Sô Ha.